Hai bé song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi, dù nằm hay dừng cách xa nhưng luôn hướng ánh nhìn về nhau. Xúc động trước khoảnh khắc cười tươi khi được gặp ba mẹ vào thăm. Sau hơn 2 tuần diễn ra ca phẫu thuật tách dính, sức khỏe của hai chị em Trúc Nhi và Diệu Nhi ngày một tiến triển khả quan. Được ba mẹ vào thăm, hai chị em cười đùa hạnh phúc dù trên cơ thể vẫn còn những mũi kim tiêm. Vào sáng ngày 30 tháng 7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại sức khỏe của hai thiên thần nhỏ Trúc Nhi và Diệu Nhi đã có sự chuyển biến tích cực. Cả hai chị em đã được cai thở máy và uống sữa tốt. Đặc biệt Diệu Nhi còn hợp tác tốt với các bác sĩ trong việc tập vật lý trị liệu. Các vết thương ở phần bụng, hông của con đã khô ráo, kết quả cái vi sinh đều âm tính. Được ba mẹ vào thăm, hai chị em Trúc Nhi và Diệu Nhi có sự tương tác tốt với ba mẹ. Hai con đã nhoẻn miệng cười thật tươi, nũng nịu khi gặp lại người thân của mình. Dù nằm ở hai giường cách xa nhau nhưng Trúc Nhi và Diệu Nhi đều nhìn nhau. Nhìn những hình ảnh của hai chị em, mọi người chỉ biết cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai con, mạnh mẽ để tiếp tục chiến đấu trên hành trình tìm lại cho bản thân một cơ thể nguyên vẹn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.